Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Anh Hưng thân mến, giả sử trong cuộc đời có một cô gái đã có bến đỗ như Harry Won chẳng hạn. Nhưng nghịch cảnh thay, anh lại phải lòng cô ấy, yêu cô ấy mới chết chứ. Em đang nói về em đúng không? Dạ không, 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 không. Em nói là nếu anh gặp một trường hợp như vậy, anh phải lòng một cô gái đã có bến đỗ, anh có dám xé rào để chinh phục cô ấy ngay khi cô ấy đang có một người tình hay không? Thật sự là cũng khó. Mình phải nói về khía cạnh trái tim đi. Mình sẽ làm tất cả những cái điều gì trái tim mình mách bảo. Nếu như cái tình yêu đó nó không có vị trí cho mình thì chắc chắn mình sẽ là người thất bại. Tuy nhiên mình phải được quyền thử. Hưng có một người bạn, có người yêu này nha, rất là thân, hai người đang yêu với nhau. Có một người khác tới nói rằng là anh phải nhường cô ấy lại cho tôi. Có bao giờ trong đời anh đã từng làm điều này chưa? Chưa, Hưng làm lén lút thôi. Và thành công được bao nhiêu lần ạ? Vài lần. Vài lần. Cũng lâu lâu cũng có thất bại chứ đúng không anh? Thất bại đau thương. Nhưng mà thất bại như vậy đó thì mình lại quý cái người đó hơn. Yeah. Vì người ta chung thủy. Đúng rồi. Người ta giữ được cái tình yêu đó của người ta. Đó thì mình cảm thấy mình thật xấu hổ. Không, em không nghĩ là người ta chung thủy đâu. Do lúc đó em cảm thấy là người ta hơn anh. Ừ, em nghĩ vậy. Thôi, đừng có lái qua chuyện khác nha. Harry, câu hỏi dành cho em là có một người soái ca như Mr. Đàm mà yêu em, em có bị lay động trong tình yêu đó hay không? Anh ơi, em nghĩ là anh biết câu trả lời. Oh. Hay nha. Như thế này nè, Harry, anh đoán này nè. Dạ. Người phụ nữ Việt Nam nói chung á, cái tâm lý người ta muốn tới được với người đó một giai đoạn rất là lâu. Dạ. Phải có cho người ta thấy được cái sự vững chắc, sự yên tâm, tình yêu thương nó có thật. Dạ. Chứ không thể gì người ta đơn giản là thấy ngoại hình hay là thấy một cái gì đó hào nhoáng bên ngoài người ta yêu nhanh được đâu, đúng không? Dạ, dạ. Phải có một cái gì đó rất là lâu dài và cảm thấy nó gắn liền và tìm thấy đúng đây là cái người của mình này, thì họ dám đem trái tim của mình gửi cho người đó, dám đem cả một cái hạnh phúc đang có sẵn của mình đó, để có thể gắn kết với một cái hạnh phúc mới. Cái điều đó người giỏi lắm mới làm được chuyện đó. Hay mà. Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, chúng ta tạm gác lại những câu chuyện về hột xoàng và danh vọng. Vâng. À, về tình yêu thì muôn màu quý vị ạ. Những câu chuyện đôi khi chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Tại sao tôi lại hỏi như vậy? Là vì tôi muốn quý vị cảm nhận được cái cách mà người ta đối xử với nhau trong một cái mối tình hơi ngang trái. Rằng là có những người cố gắng tấn công trong khi người đó đang không muốn người này tấn công, thì phụ nữ thường sẽ xoay sở như thế nào? Thưa quý vị, một câu chuyện rất quen thuộc từ sự tích của Thị Hến và Quang Huyền ngay bây giờ sẽ được tái hiện trên sân khấu qua phần biểu diễn của Hot Girl Tố Tố. Thử thách kinh khủng nhất đối với mình đó là thử thách đầu tiên, tại vì nó sử dụng cơ bụng của mình rất là nhiều. Sử dụng một cái quả bóng 3kg thì khi mà mình nằm xuống mình gập bụng lên thì mình không thể lên nổi. Những cái cơ mà nó tác động vào rất là đau. Chị Trang cứ đứng và thúc đẩy mình là phải cố gắng lên, nhưng mà thật sự là lúc đó rất là mệt, rất là đau cơ bụng. Lần đầu tiên mà mình cảm thấy là mình kiệt sức tới như vậy. Mình có hơn 50% cơ thể là mỡ. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cơ thể của mình giảm cân không được đều. Cổ tay hoặc là chân hoặc là đùi, tất cả mọi thứ đều nhỏ lại. Nhưng mà phần thân trên của mình, có thể là từ bụng lên vai hoặc là phần sau lưng, thì nó lại không nhỏ lại. Tuy là mình đã giảm được gần 18kg nhưng mà cảm giác chưa có sự thay đổi nào rõ rệt cả. Khó khăn tuần này của mình đó là mình chưa bao giờ được tiếp xúc với thể loại múa dân gian. Tính của mình thì hơi vụng về một chút, thì đó cũng là cái cản trở đối với mình.
cô chúa đâu. Có một cái sự sắp đặt ở đâu đó. Vâng, quý vị khán giả nào cảm thấy tiết mục này hấp dẫn và chúng ta hãy bình chọn cho họ để dự đoán xem họ có được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần này hay không. Khoảng tin nhắn BN khoảng cách 02 và gửi về tổng đài 8369. 3.000 cho một tin nhắn, quý vị hãy nhanh tay nhé. Thưa quý vị, em bước ở đây, trời ơi thấy thương quá. Trước khi nhận xét, phải cho quý vị thấy được nỗi đau ngọt ngào của cô gái này. Cái vai bầm hết trơn, màu này là màu đen tím nè, bầm nát hết trơn. Rồi hồi nãy diễn á, rồi đụng mạnh gì đâu có đau nữa không? Dạ không, giờ thì hết đau rồi. Đình Lộc là một trong những cái người thầy mà đưa ra động tác lúc nào cũng có những cái chiêu trò bưng bê rất là khó. John thấy sao về bài này? Rất thích bài này, thích nhiều nhất cái sự hài hước trong cái bài này. Mấy cái khách hai bạn diễn trên cái sân khấu và cái động tác lọt hay vuốt râu. Dạ. Yeah. Và lúc đó tối em rất là thái độ, lúc em nhìn qua giống em không quan tâm và em cũng chọc theo đó. Anh rất thích cái đó. Anh muốn khán giả nhìn sâu hơn trong cái bài này, tại mình thấy cái sự hài hước, mình thấy nó vui. Anh không muốn người ta quên cái sự khó trong cái bài này, vì anh thấy một cái mới. Bình thường mấy cái tuần trước, chừng nào bạn dancer bưng bê thí sinh thì chừng nào mình xuống mình hơi nặng. Nhưng mà anh thấy mỗi lần Lộc bưng bê em và em xuống em rất là mượt, em kiểm soát mấy cái bước. Nó mượt lắm, nó hay lắm. Em xuống em nhảy tiếp, em múa tiếp. Đó là một cái phần tiến bộ trong cái với cái trọng tâm của em. Và bài này cũng chất lượng rất cao. Cũng rất là chất lượng luôn, đúng yes. không? Harry Won, em thấy sao về câu chuyện này? Bản thân Harry thì cảm thấy câu chuyện nó rất là giải trí. Và em có cái cảm giác là cái vấn đề này nó rất là khó, nhưng mà giải quyết một cách khéo léo và thông minh của phụ nữ. Harry rất thích là cái biểu cảm của cô này, nụ cười của cô này rất là tỏa sáng, nó rất là xinh xắn. Có nghĩa là giải quyết bằng một hướng hài hước. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ chịu. Còn anh Hương thì sao ạ? Em quan sát Tố nha. Hai người nhận xét thì bạn anh nhìn không có vui lắm hay sao? Có cái gì đó hình như em cần phải làm hơn nữa đúng không ạ? Nói luôn cho anh Đàm nghe. Dạ không phải đâu. Tại vì á, hôm nay em không được khỏe nên em nhảy xong em thở thôi anh. Bệnh gì? Dạ sốt. Nóng quá. Em nó sốt anh. Dạ okay. Sốt nhiều khi mặt đứng nghe dẫn xét ấy. Đối với anh đây là bài thi dạ. thú vị. Có nhiều những cái tổ hợp với động tác, nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao. Cái vấn đề được đặt ra là Lộc và Xuân Thảo đặt một bài thi ra rất là phức tạp và rất là mạo hiểm. Có những cái bưng bê nó khá đẹp. Thật sự là anh vẫn cần một cái điểm nhỏ xíu nữa thôi để nó bung một cái cho nó đã hơn. Dạ đã dạ. Nó vẫn còn thiếu một chút xíu. Mọi thứ đang dẫn nó cứ bị kéo dài. Cần cái chốt lại một cái thì anh vẫn chưa thấy cái chốt đó. Anh thật sự là anh đang trông chờ để anh có thể mạnh dạn dùng tất cả những lời khen tốt nhất cho tiết mục này. Nhưng mà nó vẫn níu anh lại một chút xíu gì đó. Trời, dạ, đúng không? Dạ, dạ, đúng một rồi. Chút xíu thôi à. À, cho nên mình rút kinh nghiệm. Những bài thi mình phải tìm ra được cái chìa khóa đắt giá nhất để mình có thể lấy được cái sự wow của giám khảo cũng như là điểm cao của họ. Yeah. Có lẽ một phần là do cho cái phần rượt đuổi hơi nhiều. Nó không có tạo thành một cái gì đó nó xuyên suốt. Ý anh Hương muốn là một cái kết nào đó nó phải bất ngờ và nó thuyết phục hơn nữa, phải không ạ? Uh-huh. Dạ vâng. Hương nghĩ là với người giỏi như Lộc thì sẽ có nhiều cái chiêu hay hơn nữa trong dạ vâng. cái vòng sắp tới. Yeah. Thưa quý vị, mỗi giám khảo sẽ có một ý kiến. Hy vọng là bài thi của các bạn sẽ được quý vị khán giả yêu thích. Bây giờ hãy xem là điểm số các bạn nhận được là bao nhiêu. Harry. Thật sự thì Harry cũng có học thử cái múa dân gian rồi, nên Harry rất là biết là cái nỗi khổ, khó khăn của cái múa dân gian. Chính vì thế nên Harry sẽ tặng cho bạn 9 điểm. 9 điểm. Anh Đàm. À, 9 điểm. Và John cũng là 9 điểm. Điểm trung bình của các bạn đó là 9. Và mời bạn về bàn cân. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu của Tố là 72,2 kg. Hiện nay con số đấy trở thành 69,2 kg. Số ký giảm được là 3 kg. Điểm tương đương là 4,2%. Tổng điểm của bạn là 13,2. Chúc mừng bạn, rất cao.
Quý vị và các bạn thân mến, sau 8 tuần, bạn giảm được tổng cộng 20,8 kg. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.